Đối với những vật thể các bạn tạo ra khi mà các bạn tạo này. Ví dụ như là hình cầu này, thì các bạn sẽ thấy có cái lệnh chúng ta sẽ tăng segment. Chúng ta sẽ tăng segment lên. Đó là đối với những vật thể các bạn mới tạo ra thì các bạn sẽ chỉnh như vậy. Còn đối với vật thể mà các bạn đã chỉnh sửa rồi, các bạn cũng muốn làm cho nó tăng lưới lên để cho nó mượt ấy thì trước tiên thì các bạn nên thử cách là dùng cái shade smooth này đó, nhìn nó sẽ mượt hơn chứ chưa vội tăng lưới bằng lệnh sau nhé bởi vì khi tăng lưới lên nó sẽ rất là lag còn các bạn muốn tăng lưới lên vì mục đích tạo hình thì các bạn có thể tăng lưới bằng cách thủ công đó là các bạn về chế độ edit mode này về chế độ một chế độ điểm này chọn hai điểm giữ ship chọn hai điểm ấn phím F đó để tăng lưới lên đó hoặc là các bạn về chế độ số 2 chế độ đường này. các bạn ấn chuột phải này đây có rất nhiều lệnh để tăng lưới các bạn có thể dùng con dao cắt ấn Enter kết thúc lệnh con dao này như phím tắt là K Các bạn thấy là dấu gạch chân đây là phím tắt nhé. Ấn Enter để kết thúc lệnh. Và các bạn cũng có thể dùng lệnh Ctrl R để thêm lưới. Các bạn phím Ctrl R này. Nó sẽ tự động nối các cái điểm ở giữa các cạnh với nhau. Ctrl R này. Ấn chuột lăn. Lăn lên để tăng lưới. Vẫn di chuyển để di chuyển lưới hoặc để tăng lưới các bạn cũng có thể dùng lệnh subdit ở trong phần modify các bạn vào phần modify này chúng ta sẽ add modify đó là chia nhỏ là chia nhỏ mặt ra đấy các bạn thấy là chúng ta càng tăng các cái cấp độ chia nhỏ ra thì nó sẽ càng tăng lưới càng tăng lưới ra thì nó sẽ càng mềm càng mượt các bạn sẽ gộp cái lệnh này lại bằng cách là ấn apply, ấn vào dấu mũi tên và ấn apply, ấn ctrl A đi, nó nó sẽ bay luôn lệnh modify đó và chúng ta được lưới. Tất nhiên là chúng ta sẽ không thể chỉnh modify được nữa nếu mà các bạn apply nó rồi. Đó là một số cách để thêm lưới trong phần edit mode.